Bạn có biết những giống mèo có giá trị cao nhất hiện nay là những giống nào không? Hãy cùng Thủy Thủy khám phá nhé! Đứng đầu bảng là giống mèo Asada, giá từ 22.000 đến 150.000 đô, là giống mèo lai từ 3 loài mèo: mèo rừng châu Phi, báo châu Á và mèo nhà. Do công ty LifeStarVet tại San Diego, nước Mỹ nhân giống tạo ra. Một năm, công ty Life tạm chỉ cho ra đời khoảng 100 cá thể. Những chú mèo trưởng thành cao đến 1 mét và nặng đến 15 cân. Chúng có thể nhảy cao đến 2 mét rưỡi, nên bạn sẽ rất bất ngờ khi chúng nhảy qua đầu bạn hay ngồi trên một bộ tường rất cao. Đây là giống mèo cực hiếm và đẹp. Chúng giữ được hình dáng của một chú báo và tính cách của một chú mèo nhà. Chỉ các đại gia và các ông chủ lớn, đa phần là ở Dubai, đặt mua làm thú cưng. Các chú mèo Asada không sang chảnh như giá trị của mình, mà ngược lại chúng rất thân thiện và hòa đồng, dễ nuôi. Chúng ăn thức ăn khô như hạt hoặc thịt gà và cá. Chúng rất thích chơi với trẻ em và rất tình cảm quấn quýt với người, đặc biệt là trung thành tuyệt đối với chủ. Nhìn qua hình dáng bên ngoài thì mèo Asada giống một chú mèo Bengal, nhưng màu lông nhạt hơn và có vẻ chúng giống một chú báo hơn. 4. Loại mèo Asada là Common Asada, vân đốm giống báo nhất. Loại thứ hai là Hydrolagenic Asada. Loại này cũng giống Common Asada nhưng có bộ lông rất tuyệt vời, không gây dị ứng với bất kỳ ai. Chúng là một bản hoàn hảo cho những người bị dị ứng. Loại thứ ba là Snow Asada, là kiểu màu lông trắng kem hay trắng tuyết và các đốm ngầu hơn. Và loại cuối cùng là Royal Asada, đây là kiểu lông quý hiếm và đắt nhất. Mỗi năm chỉ lai tạo được rất ít con có màu lông đặc trưng này. Chúng có màu nâu vàng hay trắng tuyết. Các vân đốm của chúng kỳ dị giống hệt một con báo. Loài mèo đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những chú mèo đắt nhất thế giới là mèo Savannah, với giá 50.000 đô, là giống mèo lai giữa Siberia, châu Phi và Housecat nội địa Ba Tư, tức là lai giữa linh miêu đồng cỏ và mèo nhà. Chúng là giống mèo vui tươi, thích nô đùa, chạy nhảy như một chú chó xung quanh bạn. Savannah được phân loại từ F1 đến F5 tùy thuộc vào kiểu gen Siberia của chúng. F1 là 50% Siberia, nghĩa là có 50% tính cách và hình dáng của linh miêu đồng cỏ. Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng là mèo Bengal với giá 25.000 đô la. Với vẻ ngoài kỳ lạ và hoang dã, mèo Bengal là một trong những giống mèo cao cấp ấn tượng nhất thế giới. Bộ lông đốm kích thước lớn và cơ bắp tạo nên một vẻ ngoài tuyệt đẹp. Nguồn gốc giống mèo này, vào năm 1970, một con mèo báo châu Á hoang dã giao phối với mèo lùn tạo ra. Giống mèo Bengal khá thân thiện và tràn đầy năng lượng. Chúng sẽ chạy nhảy khắp nơi
bất cứ thứ gì ở xung quanh và gây lộn. Đứng thứ tư trong bảng xếp hạng là mèo Alenka, 6.000 đô trên một cá thể. Chúng không có gì là nổi trội về hình thức, nhưng nó là giống mèo được lai tạo và nhân giống để tạo ra. Bộ lông của chúng không kích ứng với những người chủ bị dị ứng lông mèo. Với bộ lông đặc biệt này, nó là thú cưng rất tuyệt vời cho tất cả những ai muốn nuôi mèo nhưng thể trạng lại bị dị ứng. Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng là mèo Ba Tư với giá 5.500 đô la. Nguồn gốc của giống mèo này bắt nguồn từ Ba Tư vào thế kỷ 19. Ngày nay nó gắn liền với sự quyến rũ lâu đời của Hollywood. Bộ lông dài, sang trọng, tinh xảo tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo với đôi mắt phát sáng của chúng. Đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng là mèo Peterbo, 5.000 đô la, là một giống mèo thanh lịch của Nga. Chúng rất thích phiêu lưu tò mò, chúng rất thông minh và năng động. Chúng có bộ lông rất ngắn hoặc hoàn toàn không có lông. Peterbo dường như rất giỏi kết bạn với các vật nuôi khác trong nhà và làn da của chúng trở nên cháy nắng nếu ở ngoài trời quá lâu. Đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng là mèo Russian Blue với giá 3.000 đô. Với bộ lông màu xanh bạc và đôi mắt xanh lá cây tuyệt vời của mình, Russian Blue khiến cho giống mèo này rất được yêu thích. Những con mèo này thông minh và thân thiện với chủ nhân. Chúng là loài mèo hòa đồng nhưng hơi nhát với người lạ. Trong bảng xếp hạng là mèo Sphinx với giá 3.000 đô la. Chúng hoàn toàn không có lông và mắt xanh, rất khỏe và có khả năng chống chọi với hầu hết các vấn đề về sức khỏe và di truyền của loài mèo. Năm 1966, ở Toronto, Canada, một con mèo nhà đã sinh ra một con mèo con không lông do đột biến gen tự nhiên. Giống mèo này xuất hiện từ đó. Chúng trung thành và vui tươi. Chúng thích sự chú ý của mọi người. Nó cũng rất thân thiện với người lạ. Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng là mèo Scottish Fold, 3.000 đô la. Chúng chủ yếu được biết đến với đôi tay cụp xuống đáng yêu. Scottish Fold là những người bạn đồng hành, trung thành. Chúng có nguồn gốc từ một trang trại ở Tayside, Scotland vào những năm 1960. Lúc đó, một người nông dân thấy những đặc điểm đáng yêu của chúng và quyết định tạo ra một giống mèo mới. Chúng vui vẻ, hòa đồng và thích được quan tâm. Nhưng chúng lại dễ bị thoái hóa về các vấn đề
ngô khớp. Đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng là mèo Anh lông ngắn. Mèo Anh lông ngắn hòa đồng, tình cảm và thoải mái hơn những con mèo khác. Chúng dễ dàng gắn bó với các vật nuôi khác trong nhà. Chúng có nguồn gốc từ những con mèo nhà của đế chế La Mã. Chúng được biết đến với khả năng săn mồi đặc biệt và sức mạnh của chúng. Nhưng bây giờ, mèo Anh lông ngắn được nuôi làm thú cưng nên chúng vụng về hơn so với tổ tiên. Chúng nổi tiếng với đôi mắt màu đồng rất đẹp, bộ lông mịn mượt, màu xanh xám, tuyệt đẹp. Trên đây là 10 giống mèo đắt nhất thế giới hiện nay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy yêu thích, các bạn bấm like, bấm đăng ký và bấm chuông. Các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ Mèo Ú và Trà Sữa. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.